mặc thùng thình, chị muốn mặc chỗ này nó phải rộng ra, nó phải rộng thùng thình ra. Thì con này mặc được đến tầm 70 cân này. Áo chị đang mặc ở trên người mặc được đến 70 cân. Nhưng mà áo nó rất là dày và ấm, và con này hàng hiệu nhá, tí chị xem lại size. Nhưng theo như con mắt của chị là mặc được từ 55 cân cho đến 70 cân. Nha, 55 cân cho đến 70 cân, áo này là 550.000, 550 nhá. Năm ngoái con này nhá khoảng tầm 750. 550.000 đây, đọc size của nó đây. Size S mọi người, đấy không có size đâu. Nó là size S nha. Size S thì bắt đầu lại mặc được từ 50 cân này này. Mọi người nhớ chị nhá. Nó là do cái dáng áo. Áo nó làm ra cái dáng này, nó rộng thế này, đấy là cái kiểu áo nó phải rộng như thế. Chứ không phải là chị đưa về mà chị bảo ô cái này nó là size S đấy, xong rồi về lại bảo chị là size S mà nó rộng thế. Hỏi cái thằng sản xuất, đừng hỏi chị vì chị không biết. Nhớ chưa, đi mẹ thằng sản xuất nó sản xuất ra, nó bảo cái này là size S và form áo này là form áo rộng, cũng đéo xong với các bà đâu. Mặc được đến tầm 65 cân quay đầu thôi, 65 cân quay đầu thôi nha. Áo này là 550.000, 550 và chỉ chốt đơn qua inbox thôi. Con này mặc được từ 5 cân này đang mà bé, mặc đẹp lắm. Đứa nào mà nhỏ người ấy, thì mặc cái này xinh quá. Con này mà to là chị không bán đâu này. Con này chỉ cần rộng khoảng tầm size ML thôi nhá là chị không bán luôn, bởi vì chị thích mặc cái hàng này lắm. Kiều Anh Lê lấy cái này 550. Chuyển khoản đó chị nhá, em đang không tìm được cái phần phần ấy của em đâu rồi này. 550 này. Con này là lông kiều mít mít này. Đang lăn nách nào về chồng hủy cái làm mê không? Dạ không có ạ. Dạ. Thôi được rồi, nó nóng mà. Đây nhá, cái này là bên trong mà lót trần phao này. Con này size M nhá. Ơi hồi xưa Lạc, xưa ông Hạc bán Thúy Kiều ở lầu Ngân Mích. Ông Hạc là bán Thúy Kiều. Ông Hạc nào bán Thúy Kiều, thằng chó ông Hạc bán chó. Mẹ em ơi. Đúng không? Lý chó. Ông Hạc không bán mày ấy. Ông Hạc không đéo bán Thúy Kiều đâu mày ạ. Ông Hạc không bán mày ấy. Nhà ông Hạc đéo nào bán Thúy Kiều, ông bán mày đi ấy. Thằng chó ạ, thằng chó lừa đảo à, mày định hình bẹn xít tao trả lời mày đấy. Mày tưởng tao không biết nhưng có người khác biết, đấy là chính là chồng tao. Chồng tao là Google của tao nhá, chồng tao đéo trả lời sai cái gì bây giờ đâu. Mày có biết khủng long nó xuất hiện như nào không? Chồng biết đúng không? Chắc chồng vừa kể cho vợ. Mày có biết khủng long nó xuất hiện thế nào không? Mày biết trái đất sinh ra từ đâu không? Chúng ta biết hết đấy, chúng ta kể cho ta đấy. Con này là size M này, lông kiều mít tuyết nha. Lông kiều mít tuyết và nó là size M. Nhưng mà cái này sẽ mặc được đến tầm 60 cân, 65 cân này này. Mặc cái này là từ 55 cân cho đến 65 cân đó chị nhá. 55 đến 65 mạng này chị bán tặng cho bọn em nhá, 390.000. 390 bọn em chốt khẩn trương lên 390. Cái này xinh lắm đấy, 390. 55 cho đến 65, ôi xinh vãi lồn luôn. 390.000. Ai mà mua áo mà 390 thì đúng lúc này là do chị vui đấy. Bởi vì chị vừa cãi nhau. Nghe chị vui. Cái này 390 nha, mình không ở Việt Nam. Ơi, tầm này có rồi mai chuyển khoản được. Ok. Anh cứ cho vào túi cho bạn ấy, mai bạn chuyển khoản. Tí nữa tao nói, bây giờ tao không kể được. Tao quên rồi. Chồng tao kể cho tao nhớ được. Khủng long là ngày xưa là từ dưới biển đi lên hả chồng? Chồng ta biết là ta quên rồi. Nha, cái áo này 390 trong clip này thôi nhá. Ngoài clip không có cái giá này nữa luôn, nói luôn. Tất cả quần áo mua hàng nhà chị trong cái clip này thôi, chị đọc giá thế nào là giá thế, bởi vì quần áo chị là do mồm chị mà. Chị nói giá bao nhiêu đấy là do mồm chị. Sau hết cái clip này mà chị không bán giá này nữa thì đừng có trách chị lại bảo là sao lại thế nọ thế kia. Chồng ơi, con khủng long nó xuất hiện từ nào, chồng kể một câu thôi cho chồng nó biết là chồng biết. Bao nhiêu việc hóng chuyện đến lộn. Tao nhớ lại mà. Có kỷ băng hà.